Alo, xin chào tất cả anh em. Nay em test luôn con đề dung Hàn Quốc nha, trọng tâm 1 mét, mới dọn xong nha anh em. Băng bằng vít mai còn đẹp nha anh em. Trên trên giờ khoảng một vạch lớn nha. Băng trên còn đẹp luôn nha nè. Thông số dài 2m1, trống tâm 1m05, qua băng 400, qua dao 240, ngang băng 320, mâm cập 3 chấu 240 nha, đủ chấu trái phải nha nè, lỗ 52, điện 3 pha 3.8. Con này chạy răng có sắp nhông nha, sắp 2 trái AB nè, hệ mét sắp 2 trái AB nè, để in khỏi sắp nha nè. Em không sắp nữa, nó đang chạy về trái 35 với 45 nha. Anh em nếu chạy đủ 2 mét là thêm trái 32 30 48, thêm 3 trái này nữa là đủ các bước 2 mét nha. Đang chạy trái 35 35 với 45 nha anh em. Đây nút nguồn nha, đây còn tắt nè, này bật nè, con này motor 2 cấp độ nha, nó phải là chậm, nó trái là nhanh nè. Chiều nè, thắng điện nè, cơ thắng điện nha, chạy thuận nha nè, cầm cầm lại lên coi rồi nè. Này đang chạy cái vít me trơn nha anh em. Chị còn thấy rõ nha, xuống là trên bàn trên nha, xuống bàn trên lên là bàn dưới. Thì chạy răng nè, chạy răng phải gạt vào giữa nha anh em. Đây đảo chiều răng nè, thắng nè, thắng cơ thắng điện luôn. Là chậm đang 154 nè, chín mốt h 441 nè, hai trăm bốn bảy
máy móc là khá là êm ái nha anh em, hơi hơi nhẹ xào nhẹ một đạn thôi, không ảnh hưởng gì. Và nhanh nè, nhanh 1.500 nha. Này hơi hơi xào bật đạn nha anh em. Tám trăm tám mươi lăm, lờ nè 182, trăm lẻ hai. Rồi. Cắt tóc khá là êm ái nha. Anh em bật qua chậm thì xài hai hàng dưới này cũng êm nè. Nếu bật qua nhanh thì tốc độ motor nhanh lên thì nó càng nhanh thì nó càng hơi hơi xào xíu nha. Nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Anh em nào làm con này thì liên hệ ha, máy Hàn Quốc nha nè. Đây còn con Taki Sawa nè, giống tâm 900 của Hồ Tây Thuận nè, con này 45 triệu nha anh em, máy Việt Nam mới về luôn, chưa dọn nha, máy móc thì hợp đồng em máy nè, Việt Nam thì phải chẳng có gì để dọn. Lỗ 70 nha, trong tâm 950. Rồi đây có sẵn 14 giá nhông nè, điện 3 pha. Con này 30 triệu nha. Đây là Casino 550. Đây là 30. Chốt hành trình 8 cm thôi nha. Con này 18 triệu. Honda Sanjo chống tâm 700 có hầu nè. Con này thì máy móc còn êm ái nha. 42 triệu nha anh em. Mấy con này thì có lên video trước rồi. Okaka nè, 35 triệu nè. Chống tâm